chú sẽ đến. Và những cái nghiệp chứng chú sẽ đến ngay nhẹ. Nghiệp chứng nhẹ. Nhưng bây giờ nghiệp chứng của họ, nghiệp tiêu diệt họ bị thay đổi. Trong tổ đạo kinh ghi chép, mấy người học trò trong hội đường tổ, đó là người phiền não nhẹ, theo họ mấy ngày chưa bao lâu, họ được diệt trừ phiền não liền khai ngộ. Có một vài người phiền não nặng, theo họ mấy ngày 10 năm, 20 năm, 30 năm, phiền não vẫn chưa diệt. Tuy chưa diệt, nói cho chưa người biết phiền não đã giảm nhẹ. Ngày nay chúng ta học Phật có thể làm được phiền não nhẹ, tức có tiến bộ rất nhanh. Đây là điều bản thân chúng ta phải thường xuyên tập tục để phản tỉnh. Pháp nghiệp chúng ta tạo ra, phải chẳng ngày nay đang giảm nhẹ. Nếu quả nhiên tâm được sở tạo ngày càng nhẹ, tiến bộ của mình rất nhanh. Nếu nói mỗi ngày, ngày ngày giảm một chút, tôi dám bảo đảm 3 năm quý vị thành công. 3 năm sẽ lại triển khai mình tập kiến tạo. Thật tuyệt vời. Ngày ngày đang giảm nhẹ. Người như vậy nói là họ không phải phạm nhân. Phạm nhân khi nào có thể nhận thấy tiến bộ? Một năm một ít hơn, năm nay tốt hơn năm ngoái một chút, nghĩ lại mấy năm ngoái tốt hơn năm trước nữa và buồn. Bước độ tiến bộ quá chậm, suốt đời rất khó có cơ duyên khác nữa. Nếu có thể cảm nhận được mỗi tháng có tốt hơn trong đời này, ta tốt được một ngày rồi, không quyết định là 10 năm hay 20 năm. Tôi thấy mỗi lúc có người 30 năm, 40 năm, 50 năm mới khai ngộ. Đó chính là mỗi tháng của tiến bộ. Đời này có thể khai ngộ, nếu nói